vậy? Tao chạy xuống bên nước, đi xuống cái chỗ mà mày đi ra cái đầu N2 đó, cái đầu gì đó, cái đường 66 đó, mày đi được ra đó, tao ghé đâu đó, còn mày chở nó ra luôn. Có nghĩa là mày giờ mày đang ở đâu hả? Không, có nghĩa là tao chở nó ra cái chỗ mà cái chỗ ngã ba á mày. Ô, tao chạy ngay cái chỗ mà đầu đường á, đường quẹo vô á, công ty mình đó. Quẹo đó rồi lát mày chạy lên Bến Lức luôn. Bến Lức rồi lưng nó đi xe máy xuống bộ. Mày có nghĩa là mày, phải không? Có nghĩa là tới cái chỗ ngã ba đó thì tao mày sang qua, cái thằng này nó sang qua. Sang qua xong rồi nó lấy xe máy á, nó mày chạy lên Bến Lức, cái bắt đầu lên cao tốc đó thì nó đi xe máy xuống để cho thằng này nó đi về. Thì xe máy xuống để cho cái thằng này nè, nó đi về.